gì? À, ha ha ha, con thắng cậu rồi, yeah. Vắng thắng cậu làm gì vui vậy? Thì cậu thắng cậu phải vui chứ. Bình thường thôi. Cậu thắng cậu hỏi cậu nha, cậu thắng cậu có vui không? Búng nhẹ nhẹ thôi. Không, trò chơi mà con được quyền búng thiệt. Trời, con bé này. Mẹ mẹ mẹ, mẹ chơi thử với cậu đi, cậu chơi dở lắm. Thôi, mẹ đang coi tivi mà. Chỉ cần trong vòng 3 nốt nhạc là mẹ có thể thắng cậu. Em không biết chơi trò này thiệt hả? Đúng rồi. Nghĩ sao không biết chơi? Em chơi giỏi lắm á. Chơi giỏi như vậy? Chứ sao? Chơi thử với chị. Em không nhìn chị đâu nha. Cố lên. Em búng lên búng thiệt á. Cố lên, có búng thiệt á nha, chị không có nhường nữa nha. Rồi. 1, 2, 3. Ba. Nghĩ gì sao? Đúng rồi, đúng là cái khác, em đây là cái khác rồi mà. Em đây là cái khác, chờ em chứ. Cái gì vậy? Cũng hai người vậy? Cũng ghé mà. Chơi cậu cũng chán quá. Cậu ba. Dạ. Cậu ba chơi thử với anh một ván nha. Trời ơi, anh muốn chơi với em hả? Ừ. Em không nhường anh nói nha. Ừ, đừng có nhường anh. Mình chơi nha. Em muốn thiệt đó. Ừ. 1, 2, 3. Không phải, em giả bộ cho Năng á. Lại nè. Chơi lại nữa hả? Lại chứ. Em giỡn cho Năng thôi. Trời, trẻ con quá. Chơi ba cái này mất hết thời gian. Ngay từ khoảnh khắc đó, tiến sĩ trong lòng tôi từ một vị thánh rớt cái bẹp xuống làm con người. Không chỉ là một con người mà còn là một con người rất bình thường, không có một chút gì đặc biệt. Tôi xin lỗi. Xin lỗi vậy đi gì, nhắm mắt hay sao á? Nhắm mắt cái gì? Cô tự chui đến bất thần linh mà, ai mà đỡ được. Ông đi đi ông. Ông suy nghĩ hoài vậy. Dạ thưa ba, anh đi làm. Ừ. Lên ngựa. Vậy đi. Dạ con thưa cả nhà, con về. Về đi cô giáo. Chào cô giáo. Qua đây nè để cho ba ăn. Cô ơi, quần cô bị rách kìa. Hả? Rách đâu mày? Rách đâu? Hai. Ê! Tụi không thấy gì hả nhà cô giáo? Lâu chết á. Cô phải cẩn thận chứ. Đứng lại. Anh kia, anh thì vừa phải ra nghe chưa? Sao anh bất lịch sự quá vậy? Anh nghĩ sao anh la làng lên là có nguồn tôi bị đắp cho cả gia đình anh nghe vậy hả? Cô làm gì vậy? Tôi thấy sao tôi nói vậy thôi. Không lẽ vậy là sai hả? Anh còn hỏi tôi vậy là sai nữa hả? Ồ anh ơi, anh có biết cái lịch sự tối thiểu của một người đàn ông dành cho người phụ nữ là cái gì không? Anh nói quần rách kìa, thô bỉ vừa thôi. Thô bỉ cái gì? Tôi làm vậy là tốt cho cô đó. Tốt cho tôi gì? Tôi muốn cô nhìn thấy chỗ quần cô bị rách để cô bụng lại. Chứ không lẽ để cô ra đường vậy sao? Người ta nhìn thấy rồi sao? Cái này nha, cái chuyện mà anh chỉ vô cái da thịt của tôi là như vậy là tôi bắt anh bắt ở tù đó, anh biết không vậy hả? Báo bắt ở tù? Ừ. Tôi làm gì báo bắt ở tù? Thế anh vừa bất lịch sự mà anh dùng chỉ chọt vô đây nữa. Tôi giúp cô mà. Anh đang giúp tôi. Đúng rồi, anh làm cho người ta hả quê trước mặt đông người vậy là giúp tôi hả? Nè tôi nói cho anh biết nha, ví dụ như anh á, anh bị rách quần đi, cái tôi nè, tôi nhìn thấy anh nè, đi ngang qua nhìn thấy anh anh bị rách quần kìa, trời ơi rách quần cái lòi ra phẹt ra tùm lum tà la hết trơn, tôi thấy hết trơn. Mắc cười quá giờ lén rồi đó đó. Ví dụ tôi làm gì anh thấy khó chịu không, thấy bất lịch sự không? Chứ bây giờ cô muốn làm sao? Anh, tôi chỉ muốn anh xin lỗi tôi thôi, anh xin lỗi tôi đi. Tôi xin lỗi cô, trễ giờ tôi rồi. Bực mình muốn chết mà đứng nói chuyện nãy giờ cứ cười hoài. Lần đầu tiên thấy người đàn ông mà ngang ngược vậy luôn. Ngang ngược. Hú hồn.
càng nghĩ càng thấy điên mà. Đúng là cái người đàn ông bất lịch sự. Ủa nhưng mà My, nếu trong cái trường hợp đó mà nói là quần của cô rách kìa là sai hả? Chứ còn cái gì nữa. Mình phải nói mà lịch sự lên cái đó như vậy là ai mà đâu mà nói thẳng vô mặt người con gái như vậy. Cho dù quần ấy có bị rách đó thì cũng phải nói là cô gái ơi, y phục của em có kẻ hở kìa. Có phải là lịch sự sạch sẽ hơn không? Người anh thấy cái nói vậy cũng sao sao á. Có gì đâu. Nó kỳ kỳ lắm. Hà ví dụ giờ em thấy người ta bị vậy đúng không? Thì mình phải nói là em gái ơi, quần em bị hẻ kìa. Ờ, mới về em. Lên đây. Trời ơi. Mai bộ rảnh không? Tôi giới thiệu người này nè, ok lắm á. Bạn bà nữa chứ gì? Không rảnh. Không phải bạn tôi, nghe người ta giới thiệu thôi. Anh đó họ đẹp trai, cao 1m83. Như vậy thôi hả? Còn là sinh viên năm thứ 2 trường đại học y vừa mới về nước nữa. Trời, cũng bình thường. Còn có 6 múi nữa đó. Mai ở đâu? Anh hẹn em cuối tuần, chờ anh nơi cuối phố. Cái gì vậy trời? Đừng nói là người này nha. Cái mặt đó còn già hơn bác của mình nữa. Bác ơi đừng có tới con, bác ơi đi chỗ khác giùm con đi. Bác ơi đừng có nhìn con bác. Ông bác ơi. Em là Diễm My phải không? À, con anh là anh Hưng hả? Đúng rồi, rất là vui được gặp em. Em cũng vậy, anh ngồi đi. Em khác nhiều so với anh tưởng tượng. Vậy là em làm cho anh thất vọng lắm hả? À, không không, em rất xinh đẹp. Em muốn gì? Anh gọi cho em nhé. Cà phê nha. Em không uống cà phê được. Mấy cái nước mà nó có cà phê nó em không uống được. Em chỉ hay uống nước ép thôi. Nước ép dầu nhé. Ờ được rồi. Chờ chút xíu nha. Dạ. Đúng là ảnh rồi. Trên cả tuyệt vời. Ước chi gặp hay nghiết một lần. Anh cũng có nuôi một con giống chó anh á. À, vậy hả? Nhưng mà cún của em á tên là Henrich chứ phải là Hengit. À, nhưng mà cún của anh tên gì vậy? Anh không có đặt tên, chỉ đặt là nhóc con thôi. Trời, nhóc con. Tự nhiên sặc. À, tên đáng yêu quá nhóc con. À, anh ơi, nếu mà mình có dịp đó thì mình sẽ cho nhóc con đi chơi chung với lại Harris nhà em ha. À, chắc là hai đứa bé nó thích lắm á. Em thích xem phim gì? Ủa, sao thằng cha tiến sĩ điên nó ở đây vậy trời? Không biết do tính cách của anh nó dễ tính hay không. Anh rất thích thể loại phim... My à? Sao vậy em? Anh ơi, không mấy mình đi... đi chỗ khác chơi được không? Em thấy bữa nay trời đẹp quá nè. Mình đi chỗ khác đi anh. Nước mình chưa uống hết mà. Em uống xong rồi. Thế này, đói bụng quá. Em đi ăn đi anh nha. Được rồi. Em ăn gì? Anh sẽ chịu theo sự lựa chọn của em. Đi anh. Tí. Em ơi, tính tiền em. Tính tiền. Trời ơi, sống cao chứ gì trời. Tính tiền. Gì vậy? Đi qua đây chứ vậy? Không quen nha. Không biết nhau Thử. Nha. Không quen biết nhau nha. Ô, chào ông tiến sĩ. Sao gặp ông ở đây?
Nhà tôi gần đây mà, đi đâu đây? À, giới thiệu đây là My. Tụi tôi mới làm quen. À, lại gặp nhau nữa hả? Mình gặp nhau ở đây hả? À, có duyên quá ha. Buồn ngủ hả? Mới ngủ dậy. Đang uống cà phê hả? Đang uống cà phê. Ủa, hai người biết nhau hả? Đói bụng quá. À, tụi tôi tính đi ăn. Ông muốn đi thì đi cùng tôi. Hả? Cái thằng cha kỳ đà này giờ mới nhận ra là mình vô duyên đó hả? Hai anh cứ nói chuyện tự nhiên đi, coi em giống như là người vô hình là được rồi. Em uống tụi anh một ly nhé. Dạ, 50-50 hả? Em khui cho anh đó. Cà phê em còn không biết uống nữa mà sao em uống bia được? Em uống nước lọc được coi. Cười cái gì mà cười? Cười cái con khỉ nè. Ủa cô My bị sao vậy? Chỉ vì anh ngồi đây mà giờ tôi không dám đi vệ sinh chứ còn bị cái gì nữa. Tôi mà đi anh thọc gãy bánh xe rồi sao? Tôi có điện thoại. Tôi nghe điện thoại chút nha. Không sao. Anh đi đi. Cái giống gì mà để cho anh ngọn, anh cười hoài vậy hả? Thì mắc cười được cười thôi. Nhìn cô nó mắc cười lắm. Tôi có gì đâu mắc cười. Anh làm anh bớt cười giùm tôi được không? Ủa bình thường tôi thấy anh bận lắm mà. Sao anh nhận người lên đang hoài vậy? Đúng rồi, thường ngày tôi bận lắm. Nhưng mà lâu lắm mới gặp thằng Hưng lại nha. Nên ngồi nói chuyện nó vui. Anh sẽ có gì đâu mà vui. Anh ăn xuống chưa? Anh đi đâu đi đi giùm tôi cái được không? Anh đừng có cười nó luôn. Tự nhiên nó người ta đi vậy. Thôi, được rồi. Cô đi đi, tôi thấy cô mắc lắm rồi đó. Tôi mà đi. Anh ngồi đây, anh kể chuyện cho anh nghe hết rồi sao? Chuyện gì? Thì chuyện cô gái bất tỉnh trên bãi biển đó, rồi mấy cái chuyện khác nữa. Yên tâm đi, đi đi. Tôi không nói đâu. Thiệt không? Thiệt. Cô đi lẹ đi, chứ cô nín là bị sỏi thận đó nha. Ôi, vậy hả, bác sĩ? Đúng là mình nghề nghiệp. Em, mời em. Anh đi trước đi. Em xin phép ra kia một chút nha. Vô, vô. Chua quá trời quá đất. Chua quá trời quá đất. Chua quá đất quá trời. Chua đất quá trời. Gặp em chị xúc động quá. Nếu mà sau này á, chị mà có không có thời gian để mà chơi với em, chăm sóc em, lo lắng cho em đừng có buồn chị nha. Tại vì em phải nghĩ cho chị, sau này chị sẽ trở thành một người phụ nữ của gia đình, một người mẹ. Nghe nói nè. Hai bạn của tôi cũng đừng có buồn nha. Nếu như sau này tôi không còn thời gian ở bên cạnh hai bạn nữa. Ngồi hả? Trời ơi, sao rồi, mọi chuyện suôn sẻ hả? Hẹn hò thành công lắm đó, anh còn khen em xinh đẹp nữa. Cái gì? Thiệt luôn. Trời ơi, em nói thiệt hả? Thiệt. Trời ơi, chắc nó xấu lắm hả? Sao nó khen em đẹp được vậy? Không dám, là anh rất là thành đạt, rất là phong độ luôn đó. Cô có cho cái cơ hội gặp lại không? Tất nhiên rồi. Mặc dù là anh không có nói gì hết, cũng không có biểu hiện gì hết, nhưng mà em biết rằng chắc chắn ngày mai khi anh mở mắt ra, người đầu tiên anh gọi là gọi cho em. Trời ơi, cái hẹn hò còn mượn tiền người ta nữa sao gọi tới đòi đúng không? Anh này gọi rủ đi chơi rồi đây nọ rồi đi nọ không hết đồ. Hẹn hò lần nữa hả? Không